Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi từ loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Big Guy, Santa. Let's go. Ở đây các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng Big Guy hiền hậu và vào trong ngôi nhà này thì cuối cùng bị khóa trong ngôi nhà này luôn. Và bây giờ các bạn sẽ phải tìm cách để thoát khỏi ngôi nhà này. Ok, fly. Let's go. Luke. Wow, hình như mình chưa tắt một thứ nữa, đó chính là đây. Ok. Oh, đỉnh quê. Ok. Rồi, và mình sẽ đi xuống tầng hầm này. Mở cái cửa đây ra. Let's go. Một chiếc búa Hammers. Ok. Bây giờ mình sẽ giữ bà ta xuống đây. Khi các bạn lắp được cái này thì các bạn sẽ có một chiếc chìa khóa YK. Ok. YK đã có rồi. Và bây giờ thì mình sẽ thử vào tay. Bây giờ mình sẽ thử vào tay lên đây. Let's go. Yellow guy. Okay.
Ok. Đó, thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Big Guy, Chapter 7. Ở tựa game này thì các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng cảnh sát. Sau đó thì sẽ tìm cách để thoát ra khỏi nơi này. Buồn ngủ đi, buồn đi. We're waiting out of here. Yeah, let's go. Đây không có gì. Oh, đi cây. Đây là một chiếc chìa khóa green key. Và mình sẽ mở ra xem ở trên này có gì không. Hummus. Tục xuống dưới đây. Blue cây. Let's go. Rồi mình sẽ sang đây và lấy chiếc chìa khóa yellow cây. Mình sẽ đặt xuống đây. Sau đó mình sẽ đi đường này. Ở đây xem có gì không. Nhập vào đồng xu. Let's go. Và khi đủ hai đồng xu, các bạn sẽ lấy được một tấm thẻ. Ok, lắp luôn vào đây. Ở đây các bạn sẽ lấy được chiếc chìa khóa quay cây. Let's go. Wow. Break cây thì sẽ làm ở chỗ nào đây? Chắc chắn là chỗ này rồi.
Đây rồi. Swing. Rồi, và mình đã thoát ra khỏi đây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Pick Guy Chapter 8. New game. Let's go. You beat me. Ready. I'm coming for you. Ok. Let's go. Blue cây. Mình sẽ mở luôn chiếc chìa khóa blue cây ở đây. Ở đây có một tấm gỗ fly. Nhặt luôn. Bắt đầu BK xuất hiện rồi. Đặt tấm gỗ vào đây. Sau đó thì mình sẽ vào đây để lấy một chiếc chìa khóa green cây. Ok. Tháo luôn. Chắc cây. Mình vẫn chưa nhìn thấy ông ta đâu. Mình trước mắt cứ mở đây đã. Kia rồi. Và một cái trên này nữa. Lúc đó các bạn sẽ lấy được một khẩu súng nước. Đây rồi. Quên xong. Và đặt khẩu súng nước này, các bạn sẽ có được một mã số. Ok, rồi lại quay lại thôi. Đi này đi, cho nhanh. Open, ok. Ok, và mình sẽ lấy một chiếc chìa khóa yellow key. Let's go. Và mình sẽ đi tìm một chiếc búa. Theo mình nghĩ cái két sắt ở trong này. Và bị khóa một chiếc chìa khóa blue yellow key. Đây rồi. Let's đặt chiếc búa ở đây. Rồi, và bây giờ mình đã chuẩn bị tẩu thoát khỏi nơi này. Let's go, you win. Thanks for playing. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Pick Guy Chapter. Ở đây các bạn sẽ thu thập những cô làm Pick Guy.
trong một trường học này. Wow, rồi, trong này rất đông, mình sẽ thu tập tiếp. Ok, ra ngoài nào. Cô ta đang trong này. Một đoàn rất là đông luôn. Còn anh chàng 9 người nữa. Đây rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ 5. See you here. Đây thì không biết là đã dập cổ dao chưa? Dập đây rồi. Và bây giờ thì mình sẽ phải đi tìm đường sang bên kia. Không biết em xin đi hiểu đâu rồi. Chúng ta đang kia rồi. Mình sẽ đi lại xem như thế nào. Ra chỗ khu lái xe xem cánh cửa nó mở ở chỗ nào. Ở đầu tựa game này thì là các bạn sẽ phải đi nhặt một chiếc máy ảnh, sau đó các bạn sẽ chụp 3 bức ảnh rồi các bạn sẽ làm những bước tiếp theo. Đây toàn bộ là núi rồi, không có đường đi. Chuẩn luôn. Chỗ này là không phải. Chuẩn nhẽ là chỗ này. Không bằng số này thôi. Chuẩn rồi, đó chính là khu này, đã thành công. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go.
đây có một túp lều lý tưởng. Rồi mình có thêm một ống nhòm. Đây là một ống nhòm nhìn ban đêm các bạn nhé. Mình sẽ đi vào xem. Có tiếng xịt đấy nhỉ. Oh my god. Suýt nữa mình bị ông ta tóm mất. Phải đến đây. Trong này còn đặt cái gì nữa? Một khẩu súng. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Mình giờ bắt đầu. Mình sẽ làm theo hướng dẫn của game. Đó là đầu tiên thì mình sẽ mở cửa ở đây. Wow, xin hiểu. Mình đang bị sói chỗ này. Rất là tối luôn. Giờ mình sẽ đợi bà ta đi. Ok. Một tấm bản đồ. Nó bắt đầu hình như có thể ở trong này. Mình sẽ mở ra xem. Đây rồi. Hiện tại mình đang ở trong một ngôi nhà. Một lâu đài. Cái con dấu quanh tròn đó là ở trong lâu đài đó. Rồi và bây giờ thì mình sẽ đi tiếp. Phim do Frank. Ok. Rồi đi đâu đây?
sau này thì không có gì nữa. Oh my gosh, bị nó bắt rồi. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp từ game tiếp theo. One day. Tiếng siêu thầy hơ. Một chiếc máy bay để đánh đặc hướng ông siêu thầy này. Rồi và bây giờ thì mình sẽ phải ra cánh đầu. Winsor Banner in the field. Phi, wow. Để chứng tỏ chúng ta gần đây, chuẩn luôn. May mà có chiếc máy bay giấy, nếu không thì mình sẽ bị ông ta bắt mất rồi. Wow, một đoạn đường khá là dài luôn. Biết là dẫn đến ngôi nhà nào đây. Rồi các bạn sẽ trả lời câu hỏi trong ngôi nhà này. Đây là số 4 và đây là số 2. Đây là số 5. Và đây là số 3. Ok. Đã thành công. Tiếp tục. Đã lòng mình đi hướng này vào. Bây giờ thì mình sẽ đi thẳng vào đây. Chuẩn bị Silver Hill xuất hiện. Ở trong Silver Hill mà nhìn thấy các bạn thì các bạn 100% các bạn sẽ bị bắt. Các bạn chạy đằng rời cũng không bao giờ thoát được. Đoạn đường khá xa và các bạn sẽ trả lời trong 3 câu hỏi tất cả. Đúng rồi, các bạn sẽ hoàn thành được chapter 1. Ok, rồi. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.